Chị mến chào cả nhà thân yêu nha, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì hôm qua Mẫn có đặt cặp chuột đó cả nhà, sáng nay Mẫn sẽ đi thăm, bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi thăm nha. Mới luôn nha cả nhà. Mẫn à, tính đặt cái chỗ bữa hổm dính chuột nhiều á, nhưng mà đi trễ quá cái mấy chú đặt rồi hết trơn nè, ra là phải kiếm chỗ mới để đặt. Là không dính con nào luôn nha cả nhà. Mới chưa trong kia sao nữa. Trời ơi. Lăn cù này ướt nhẹp luôn. Con chuột đầu tiên nha cả nhà. Con cái này cả nhà, ôi trời ơi, rồi chuột bự luôn nha, con này bự nè. Ở đây thì toàn là chuột cơm thôi nha cả nhà, con này bự. Ôi trời ơi, không dữ. Thì con này là chuột cúm nhum nha cả nhà, ăn cỉnh luôn nhà cả nhà. Vậy nè, không giữ dữ dằn luôn. Cái lò sau này nó yếu quá nha cả nhà, muốn buộc nó lại. Lâu lâu mới dính được con cũng nhung chén dữ. Cái gặp chuột này nó chắc dữ lắm đây nè, có cái móc công nhận. Để cả nhà nghe tiếng không, công nhận chứ cấm dung nó không dữ.
một em mini, một em cơm mini. Sới hơi hơi à. Bạn đẻ này ở đây nha cả nhà. Được một bạn nè. Trời ơi. Lật gặp luôn. Xíu mà em mới làm cái lật gặp luôn. Ừ.
luôn á. Dính luôn. Hai con cuối cùng. Cái nào mát mát nữa đó, cho cả nhà coi nha. Cũng có chỗ mát. Hôm nay Mận dính được hai con cống nhum. Hai con cống nhum. Quá chừng chất lượng luôn. Thấy chưa? Nó không dữ chưa? Cả nhà thấy nó không dữ chưa? Là vẫn được hai con cống nhum như cả nhà. Quá.
vô sau đi. Ui dữ quá, dữ quá trời luôn. Gặp mới không dính nhiêu mà toàn gặp cũ thôi mà. Vô chỗ này không được rồi. Cái này bự quá. Nhà nghe nó kia cũng nhức đầu nữa, thấy không? Bữa nay vẫn dính toàn chuột bự thôi nha cả nhà. Chuột bự nhiều lắm luôn nè. Ít có chuột nhỏ lắm, có mấy con chuột nhỏ à. Đây. Nặng. Nặng nha. Rồi. Cái gì kia nó mỏi tay. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn này, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Bây giờ thì em Mẫn về nha cả nhà. Mặc dù là đồng mới thiệt nhưng mà cũng tính ra là bội thu nha. Được. Có hai con chuột nhỏ này thôi. Chuột nhỏ này là bỏ mình thế chuột trong lồng gắn được nè. Hai con. Còn mấy con này thì bự rồi. Vậy con này cũng tạm tạm.